Trời ơi, đây bất chấp quá à. Trời ơi, bên này bất chấp quá à. Hai cặp. Thưa quý vị, phần đầu tiên chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị một trò chơi nhẹ nhàng, mang lại cho quý vị thật nhiều tiếng cười. Đó là tiêu chí của chương trình 7 nụ cười xuân. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình 7 nụ cười. Sau đây là trò chơi mang tên bowling người và thau. Mỗi đội sẽ có 3 lượt để đẩy cái người bowling của đội mình tông trúng vào 3 vị trí của đội đối phương. Chỉ cần họ ngã hoặc là rời khỏi cái khu vực mà chúng tôi đã làm dấu bằng hai cái đường lai màu vàng và màu đen, đội nào nhiều hơn chiến thắng. Vậy thôi, người đầu tiên ngồi trong thau sẽ được hai người kia kéo lui, sau đó cầm cái thau. Bên đó có hai nam cùng đỡ mạnh. Anh lượt nặng lắm nha. Đội nào chơi trước? Thôi để bên xanh chơi trước đi nè. Cái thế là thấy là vô rồi đó. Chúng ta nên nhớ, thứ nhất là đừng có tham giang tay để đụng người ta, vì sao? Mình giang tay là mình té liền. Té liền. Đội cái mình, này ngửa răng đừng sau có cố né họ làm gì. Đừng có cố né, cứ để họ đụng như đi. Đầu tiên là sẽ like. Anh Luật, trường theo mình. Em sống đàng hoàng với anh Luật nha anh Luật. Để đó anh. Đừng có cho em cái mặt em cào ông đất. Ok, mình không cần ăn nhiều, mình phải chơi cho đối thủ nhập viện. Tôi muốn Lan Ngọc đầu tiên. Vô. Rồi Lan Ngọc nha. Dạ, nghe lại. Dạ với lại vậy. Ok. Từ từ nha, em dịnh hai tay đây nè, dịnh hai tay. Ừ. Một, hai. Không có kết quả vì khách Việt chưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Vinh chưa có điểm, chưa có điểm. Ủa Ngọc làm gì chạy qua tới đó thì vậy? Anh về đẩy em chân ra đây á. Anh Luật chừng nước bể thao anh Luật. Ê, anh ngồi hơi khó rồi, anh ngồi. Anh đâm vô em là anh chết á. Ngồi có chừng té á nha anh. Anh quay phim cứu em nha. Cứu xe này cỡ xe tải á. Cứu lần là một lần người. Biến cực là một trong những người không thích trò chơi mạo hiểm. Bây giờ dạ. Nha, anh nghiêng người về phía trước đi. Thầy anh nặng quá. Anh cất cái chân ra đây nha. Đạp em là chết em luôn á. Lòi phèo, lòi phèo. Anh tới đó anh sẽ dở chương lên, anh hứa không đụng vô người em. Trời ơi. Chứ bây giờ cái giò anh để vô đây nó bị... Đó. Bể thao, bể thao. Tét cái thao rồi. Một. Hai. Thôi, chị Ngọc không được chạy. Anh Luật nặng quá anh Luật ơi. Chị Ngọc không được chạy. Ủa chị có chạy gì đâu. Lại cái đường nha. Cho lại cái đi Ngọc chạy rồi, còn ngồi im đi. Anh lại hả? Tại vì Ngọc chạy kìa. Ngọc chạy kìa. Sợ quá. Ngồi im một chỗ đi. Ngồi im một chỗ đi. Ngọc quá nó rung á. Phải xét lại. Em có thể đấy, em có thể đấy nè. Anh cần... Vô. Ngọc lại gần anh chị kìa. Gần đây đây. Sao nhõng hoài vậy Vinh? Vô nè. Khó đấy, đó đi đi chung luôn á. Rồi vô. Thắng rồi. Chạy được một người. Em hồi nãy em đi bên kia là em chạy được lên đây rồi. Vô em theo. Với em hả? Vô đi. Sao vậy?
Bỏ cái chân vô, bỏ cái chân vô. Khi tới đó em có quyền giang tay nha. Ok. Em đẩy hả Vinh? Hai người luôn. Đẩy luôn chứ. Em ra xa đi, ra xa. Bay luôn, bay luôn, bay luôn. Bay luôn, bay luôn. Một, hai, ba. Ba lượt đã kết thúc, chỉ có đẩy được một mình Lan Ngọc mới có một điểm thôi, chúng ta còn hai lượt nữa. Thôi chị Ngọc đi, mấy người này nặng lắm. Rồi Ngân tiếp luôn đúng không? Em tiếp luôn phải không? Ngân tiếp đi. Rồi. Đẩy mình Lan Ngọc thôi đúng không? Phía sao né ra. Chết với em Ngọc ơi. Chơi chiêu lừa. Thắng rồi. Hay quá. Lượt. Như vậy là sau 4 lượt đẩy được hai người, còn một lượt nữa. Rồi tới ai? Trời em nữa đi. Đội em nữa nhỏ không mà. Ok. Mình né cầu Bình Lợi ra, đừng chơi với cầu Bình Lợi. Ủa sao không ai chơi với em? Em chơi cầu Bình Lợi luôn nè. Được. Okay. Lần này được. Vô em cho mọi người. Để coi. Rồi. Ai chơi đấy? Ai là ai vậy? Cầu Bình Lợi luôn. Tới rồi, bẻ cái thao luôn rồi. Bẻ cái thao. Rồi nát cái thao của ta. Vớ quên rồi, nát rồi. Thưa quý vị, chúng ta phải 4 trở lên mới thắng, còn không là thua. Mời, lượt đầu tiên. Trời ơi, ghê quá. Thưa quý vị, mục tiêu của Lâm Vi Dạ và Khắc Việt là chiến thắng. Chiến thắng thôi, không cần quan tâm đến sức khỏe của Lan Ngọc. Tới ai? Đừng có em nữa nha. Anh vào mà em đẩy nặng á. Anh nhắm cũng vậy à. Em đẩy được không? 5 lượt lận, chúng ta mới 1 lượt đầu tiên à. Em để em cho. Vô ai còn chân bên trái nữa nè, chơi luôn đi. Vô ông chú nhà mua bên đó. Đây, khi họ chơi thì họ được 3 điểm, chúng ta vừa rồi được 1 điểm. Còn 2 điểm nữa. Đó. Lại đây. 1, 2, 3. Lại đây. Ê. Trời đây bất chấp quá à. Trời bên này bất chấp quá à. Trời sao hay vậy? Đạo bên đó là đi. Rồi tôi đề nghị là bỏ thao hết, mình chơi bằng chân máy quay được không ạ? Rồi rồi trả lại thúng nó đi, rồi bên này chơi cho xong luôn đi, 3 điểm. Khác màu. Nè, lấy cái thúng em. Rồi, Vinh ngồi vậy luôn nè. Đừng ngọc tôi. Rồi tới đó. Tôi à, tới vậy tôi cho à, lẹ, mà. Vậy cho lẹ. Là tôi hiểu số phận tôi sao rồi nha mọi người ơi. Mình cứ nhắn đi, mình không cần phải dương đông kích tay nữa anh trai à. Đến thì đón thôi. Vinh tiếp lại, Vinh người đang vỡ chậu vỡ rồi, rất là dễ đổ, đúng không? Thấy không? Chậu vỡ. Không có chúng em đâu, không có chúng em đâu, em ngồi gá lên đại đi. Vỡ rồi. Mục tiêu của mấy bạn đó là anh mà. Tới đây té. Lực nặng lắm. Ok, 1, 2, 3. Yeah. Ôi, nhỏng Ben là thua phải không? Tôi bị lật rồi, tôi thua phải không? Tôi bị lật rồi, tôi thua đó. 1, 2, 3. Thấy chưa? Họ chỉ cần 3 lượt là hề điểm rồi. Bây giờ là lượt thứ tư, nếu thắng là thắng luôn. Anh Vinh ngồi là tiếp đạp Vinh. Không, bây giờ có anh luật thôi, chỉ có một mình anh luật thôi. Trả cái thao lại cho anh đi. Coi như là cái kia của anh chết rồi, anh chết rồi. Không, hai đứa bị ao anh luật. Ok.
không còn gì để mất. Anh chụp cái mũ của chị á. Cậu đắt chưa? Cậu đắt chưa? Ổn đắt. Như vậy là chỉ sau 4 lượt mang về 4 điểm luôn, quá khủng khiếp. Yeah. Vòng sau mọi người chơi nha. Ngày hôm nay Lan Ngọc tỏa sáng với những phần bứt tốc khủng khiếp đẩy vào những nhân vật sừng sỏ bên đây toàn là nặng ký hơn không. Lượt này chúng ta thắng, tỷ số hiện tại là 1-0. Đêm đầu tiên của buổi tối đêm nay đó chính là đạp bóng. Chúng ta sẽ chọn đối thủ. Đối kháng nhau ha. Đối kháng nhau. Đội nào nhiều người thắng hơn, đội đó chiến thắng. Mặc áo vô rồi lấy viên gấu bông đập. Mình bắt lại đập. Anh Giang, em muốn chia sẻ với đội bạn được không ạ? Mời bước lên một bước. Hồi nãy cái lúc mà anh Giang không hỏi là nói điều. Không nói điều. Chúng tôi quyết định nói thật lòng. Nói thẳng thắng không nói điều. Hồi nãy anh Giang có hỏi em đúng là rồi. Đội bạn như thế nào? Em có nói là đội bạn rất là phi thường. Và đó, anh có nhớ không? Đội bạn rất là phi thường luôn. Nên có gì á, đến với vòng thi này nhường đội chị có được không? Nhường đội chị có được đừng không? Đừng tin. Dạ không à. Đừng tin vào. Trước khi vô game là anh Luật như là đội trưởng đã làm cái tâm lý với tụi em hết rồi. Nói là mặc dù là nam hay nữ hay bất kể anh chị gì hết, mình cứ chơi cho thoải mái, chơi mấy hết đứa nhà hết nói mình. Tụi em phụi lắm rồi chị đó. Bên nhà vậy không đó. Ba đứa con nói vòng vòng rồi. Chú tha cho tụi con đi. Dạ, ở đây là diễn viên không anh ơi. Nhìn cái nét diễn là biết giả trân liền. Bây giờ chọn thủ đi ạ. Tôi chọn Ninh Dương Lan Ngọc. Ủa anh? Vì sao? Tại vì Ninh Dương Lan Ngọc hay cà khịa tôi. Đây mọi người, chân tôi đau, Ninh Dương Lan Ngọc biết. Ninh Dương Lan Ngọc kêu chân anh đau hả? Cái Ninh Dương Lan Ngọc bơ bóp tán cho một cái. Tôi nói ngay chỗ đau. Nghe chỗ đau. Em muốn diễn lại cảnh đó có được không ạ? Được à, được. Cái đó gọi là tán vào nỗi đau. Tán vào nỗi đau. Vậy đúng không? Đúng không? Đúng mà. Anh Giang là ở bên kia với bên đây cái đội hình nó không tương xứng. Chính xác, nó như bốn con trâu nước vậy đó. Trò chơi này làm sao mà chơi được? Không. Mà nên đội chị luồn lách dữ lắm. Tôi muốn chơi. Tiếp lực đã chọn Ninh Như là Ngọc. Chị Ngân là chơi với anh Vinh đi. Không, em chọn chơi với anh Vinh. Không, dùng Mỹ nhân kế. Đúng rồi. Chứ gặp tụi em đảm với tụi em về quận 7 liền. Cứ bé Hoa sẽ bây là giờ người chơi với Thúy Ngân. Đúng. Để em chơi với anh Luật. Trước anh xúc bà sau em. Không, em xúc bà sau anh. Luật đã xong rồi. Tiếp Luật là Ngọc xong rồi. Cứ để đó. Em là người lo cho Luật. Đây sẽ là số cuối cùng mà em dám đấu tay đôi với tôi. Anh coi chừng đây là số cuối. Thôi được, giữ hơi chị ơi, giữ hơi nhà đi. Nó còn có hơi nữa là bắt đạp. Đạp thứ hai là Thúy Ngân già. Mà em à. Trời ơi, sợ chị chắc. Ok. Yên tâm đi. Ok, em mạnh miệng quá. Dạ. Khi bịt mắt lại á, dạ. Em có lợi thế. Em lòn ở dưới không anh? Không. Em tán cỡ nào cũng trúng, còn bé nó cao cũng tán ở trên thì không. Hay anh. Hay cặp thứ ba, phát. Em chọn ốc quế Sầu Quyên. Trời ơi, em sợ. Gặp anh Vinh, anh dứt em về quận 8 luôn. Em thua non được không anh? Thưa ai? Trời ơi, Lê Vinh có một điểm yếu. Vinh là em phải vậy. À. Đập ở dưới đập lên. Dạ. Em phải tán từ dưới tán lên. Anh Luật. Anh Luật ơi. À. Em đã kinh qua hết tất cả những cái chiêu này với anh rồi. Anh thấy chưa? Hồi nãy anh muốn chung team của anh á thì anh nói ngọt với anh, bây giờ anh khác team là anh xử anh liền. Ủa gì vậy? Không phải. Ủa gì em đang kêu anh Luật anh ra đây cho tôi. Con bé này nó thôi chết anh xìu quá vậy. Ôi. Anh gặp tôi thì là sao? Và anh gặp chị Ngọc là Ngọc em ơi. Chơi với anh Luật đầu tiên. Linh mời mặc áo chị Ngọc. Ủa em sợ anh Luật quýt Ngọc chết. Tất cả trong cậy của chị xử hết tự tin lết cho em thì thôi. Thiệt. Chị đi lết rồi. Em gọi cấp cứu cho chị luôn.
Tôi đã nghe tiếng Luật nói nhỏ rồi. Tôi không tán bấm đâu. Tôi thấy cái lời mũi ra đâu tôi tán ở đó. Trời ơi em đâu có sợ. Sau đây chúng ta sẽ thấy trận đấu quyết liệt đến từng giây phút cuối cùng. Đội nào đập được bóng đội đối thủ hết trước thắng. Sẵn sàng chưa ạ? À? Chưa. Đợi em chút. Liếc hả? Rạch hết. Sao vậy anh? Anh là bộ mặt của nhóm đó. 3, 2, 1. Anh liếc hả? Go. Cố lên Ngọc ơi. Bên tiến tới Ngọc. Lạ quá. Đúng rồi, chứ có gì đâu nè. Rớt bóng rồi. Trời đất không nhiều quá. Trời ơi. Giá đồng chú. Dừng lại. Ê, ăn dạ. Ù lỗ tai tôi rồi. Không có. Rồi. Tại sao không đeo bình mắt ngồi chơi ăn dạ? Chưa được tắt. Chung quá. Bóp cái gì? Bóp cho đây bóp. Đi ra. Anh bóp. Bóp bên đầu tôi. Bóp bình mắt nó chơi anh kìa. Không. Anh bật ra đây kìa. Đây cái đất này. Không có. Đúng rồi em, anh rớt cái đất này. Nhưng mà anh rớt ngay đây nè. Cái này là hồi nãy nó rớt ngay đây nè. Ủa rồi tôi sao? Vô. Ủa, mình còn có hai trái bên đó. Bên phải chị, bên phải. Sao đây sao? Ngọc bơm luôn. Phải vậy. Bơm đi. Trời ơi. Đúng rồi, bơm đi. Ủa anh bơm cái gì vậy? Đúng rồi. Cái này đây tôi như một mặt tôi rồi. Tôi quýnh đầu con mắt tôi rồi bạn ơi. Chị thu rồi mà. Em không đâu. Em ngồi anh Luật chơi ăn dạ vậy luôn á. Em giọng như con mắt tôi. Nó đỏ hơn. Đỏ. Một cái đốm lửa. Tôi quýnh với em lúc nào tay tôi cũng dày. Còn em quýnh với tôi là em quýnh cái tay. Em xin lỗi anh Luật, em không có biết. Em ký đầu tôi nữa. Lượt này huề. Vậy đi. Cặp thứ hai là Như Hoa và Thúy Ngân. Một cao, một thấp. Chúng ta chờ đợi. Vô. Tới. Nhóm. Chưa. Vô rồi. Đứng lên. Đưa đây, đưa đồ lại cho ta. Hai trái nữa rồi. Khoan. Dĩ như con mắt cái gì vậy? Không, khoan đi anh. Ủa, Quang như là rất là mất tinh thần luôn á. Chưa ai đụng gì mà nó la quảng. Quảng luôn. Chị bên đội em. Chị thấy có một mình em la thôi. Người ta chưa đụng thấy em. Mà không ai làm gì nó. Cái vấn đề ở đây á, bé nó không mệt gì đánh mà mệt gì la. 3, 2, 1, vô. Tới rồi. Thẳng lên. Phải, đúng rồi. Không chị ơi, chị để tự qua nó tự làm bể bóng nó luôn à. Tự rớt bóng không đó. Hai cái ở dưới, đúng rồi. Tới chị. Bên kia còn bốn cái, tới luôn.
À, cái cà của em luôn. Chị để tự làm bể nó tự thua luôn. Tiến thẳng là bé cho chị miếng nước cưng. Trời ơi. Giỏ ra cái cốt nó đi buồn vụ người ta. Cho chị miếng nước cưng. Thuốc thảo dược thông xoang tán nam dược điều trị viêm mũi, viêm xoang cấp và mạn tính, ngăn ngừa tái phát. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vô. Còn có một trái đó. Thẳng tới. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó vừa quay lại đánh thương. Đi xuống. Đi xuống. Đúng rồi. Ôi quá. Chị, để mà chị đồng đội. Ôi con cháy. Chị nhường em chạy đi. Trời ơi cho chị nhiều vậy hả? Tại vì tự em lắc nãy giờ rớt đó chứ đâu ai làm gì đâu. Dạ. Mà đâu? Nhìn đi. Vô. Ủa. Rồi đi thẳng lên. Em tự nổ không ạ? À? Thưa quý vị thân mến, cặp vừa rồi Thúy Ngân chiến thắng. Yeah. Có nghĩa là hiện tại tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội mình. Tại vì cái đợt đầu tiên là không tính. Vừa rồi có hai phong cách chơi. Một phong cách cái lại là tới đâu chị chơi tới đó. Quá khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Quá. Quá. Em cho chị miếng nước uống em. Kiểu vừa ăn cắp vừa la làng, không ai đụng gì tới bả. Cặp tiếp theo là Trương Thế Vinh và Võ Tấn Phát. Vô. Trời ơi, đàn ông quá nè. Đàn ông quá trời. Bảo vệ cái lỗ mũi của Phát. Bảo vệ cái lỗ mũi. Bảo vệ cái lỗ mũi. Bảo vệ cái lỗ mũi. Trời ơi. Hay quá. Tự rớt em ơi, tự rớt em ơi. Bảo vệ, tự bảo vệ. Em quýnh như vậy tự rớt bóng em ơi. Bóng em ơi. Hay quá. Bị người ta đánh không? Ây da! Ây da! Ây da! Quay lại ơi, Minh Vinh! Ờ, Minh Vinh xé bóng đi à! Ờ, Minh Vinh xé bóng, Minh Vinh! Xé bóng, Minh Vinh đi! Bớt bóng, bớt bóng! Lại. Thằng em tôi tội nghiệp quá. Tôi xin nói một câu, ai cũng có gia đình để về. Ai cũng có gia đình để về. Chết rồi, sửa lần thứ 5. Bụi sao, bụi sao. Thắng chưa, em thắng chưa. Thắng chưa, em thắng chưa. Chưa, em thua rồi, thắng gì. Go. Go. Quá, cái con này hơi mạnh nha. Con này dễ nè, linh hoạt hơn được nè. À. Không có chưa. Đừng có nhảy gì quá, em nhảy gì quá mệt á. Đó, Minh Vinh xé bóng, Minh Vinh liền bé. Đứng yên thôi Phát, đứng từ từ. Đây rồi. Lên chút. Đây rồi. Em đánh đi, em đừng có chờ. Đây rồi. Em muốn chơi cái bóng. Đây rồi. Trời ơi, Phát, đây rồi. Ôi mẹ, đây rồi. Trời ơi. Đây rồi. Một cái cuối, một cái cuối nữa. Dạ, chú ơi. Ở chú Hạc, ở chú Hạc. Dạ. Thua rồi. Hay quá. Đầu một trái hả? Đầu trái. Trương Thế Vinh, chiến thắng. Ông tự làm rớt không? Cái móng đó là tự em làm. Tỷ số hiện tại là 1-1 rồi thưa quý vị. Bây giờ là lượt cuối cùng. Không, trách nhiệm dồn vô anh quyết định đó. Nè em ơi, đừng giỡn với cầu Bình Lợi nha. Cầu Bình Lợi gian manh xảo trá nha em ơi. Đang đau bao tử. Đau bao tử. Cái này bớt cháy. Bớt cháy luôn. Tự đớt. Kệ kệ. Thì đó. Ở dưới đất á. Ôi sao quýnh em. Sao Ôi sao quýnh em. Bớt lại.
chưa tới 30 giây. Rồi. Dạ. Ủa em ơi, anh đã nói từ đầu rồi em. Nhanh như chớp. Anh nói từ đầu rồi. Không có. Nhanh như chớp. Lam Phi Già đã sang bằng trong vòng một nốt nhạc quá. Và ở trò chơi đầu tiên buổi tối ngày hôm nay, đội màu thường chiến thắng. Không sao anh, không chơi sao, không dụ sao. Em chơi dụ em lúc đầu nói là vô là chị em mình gặp nhau mình né đi. Không, anh đã khuyên tụi em rồi. Không có cả những cái hình ảnh tụi em thấy là ảo hết. Không, như vòng đầu là tụi em đo ra coi mọi người cái cách chơi mọi người như thế nào. Thử thôi. Bây giờ lại cũng là chị già là chị nên là cũng không muốn mạnh đâu. Chị vòng sau đâu có chị. Nào gì cầm tôi. Thua mà phải cầm kia không cầm tôi kia. Vòng đầu tiên mình thắng rồi nhưng đừng khinh địch. Đúng. Bởi vì người ta càng giữ về sau bên đây mạnh lắm, sức nhiều bên không đây. Không có bạn đừng nói vậy. Bên kia người ta đề phòng tụi tôi không có sức, bạn thấy không? Yếu. Trời ơi, hai không cần dùng sức. Mưu trí. Cái đó thì bên này không có. Làm sao mà thắng được. Gì là... Sao vậy mọi người phải có em mới thua đó. Trời ơi Ngân là anh chỉ cái vòng này là em thắng một mình em đó. Cái này dùng thể lực. Ủa thì sao được? Ai dùng mưu trí. Phải đoàn kết chiến thắng. Đồng 2 xin phép được bắt đầu. Trò chơi này thì ai cũng biết, những câu hỏi và những án buộc luôn rình rập trên đầu chúng ta. Sai một ly là đi một ký. Only C anh vẫn đang thất thần. Only C thất thần không phải vì quá mệt, không phải vì trò chơi nặng mà là thất thần phải đối đầu với Lâm Vĩ Dạ. Đúng vậy. Lúc đầu tiên em hỏi là chương trình bảy nụ có gì dơ bẩn không? Không, ở đây chỉ có một mình Lâm Vĩ Dạ thôi. Em tin anh. Bây giờ thì em nói tin anh là đúng chưa? Hồi nãy vô xuống cánh gà hỏi tôi, anh Dạ hỏi gì? Sao có người phụ nữ như vậy anh? Bây giờ chúng ta sẽ có 3 cặp đấu. Mời thách đấu và chọn cặp. Anh nói gì vậy đó? Anh nói gì vậy đó? Dạ. Dạ. Anh vẫn còn chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng. Rồi, một cặp. Cặp thứ hai. Em nhanh tiếng luật. Em với anh Vinh. Không được chọn hả? Không được chọn hả? Anh định tôi, từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ được chọn ai luôn á. Tôi giống như là đồ trong siêu thị đó. Ai đi tới ngang muốn bóc muốn lấy vậy trời. Anh là hàng hot đó cho nên là chưa kịp bán là đã sold out rồi. Hết hàng rồi. Hàng hot. Nếu mà nghĩ theo một cái ý tích cực như vậy là đúng. Không, mình chỉ là món hàng thôi. Ha. Không có, hồi nãy bé Hà Thu có hỏi em là ở trong nhóm của chị ai thông minh nhất. Thì em mới nói là em thấy cái chán anh Luật là thấy thông minh rồi. Ủa nói vậy mà lát chơi thua Hà Thu. Chơi gì chơi mà hai người đội gây áp lực cho tôi. Rồi, cặp đầu tiên Lâm Vĩ Dạ, Only C. Quán tôi C. 3, 2, 1. Bằng. Ra gì? Anh ra cái bao nha. Dạ. Anh ra cái bao kệ anh chứ. Tôi đâu phải Hà Thu. 1, 2 1, 2. Anh ra cái bao thiệt đó. Anh ra cái bao thiệt ba. Đó. 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 Sao em không tin anh? Sao á? Nãy gì nói em á? Chút đỉnh cao của anh là cũng mệt mỏi. Chưa gì đeo kiếm. Quên. Rồi, sẵn sàng chưa? Kể tên các loại trái cây có trên một hạt. Trên 5. Một hạt là nhiều hạt á anh. 4. Mãng cầu. Thanh long. 5. Lê. Sầu riêng. Dưa hấu. Mít. 5. 4. Mít tô nữ. Mít tô nữ. Nói mít tô nữ là mít rồi. Đã mít rồi còn mít tô nữ. Mít là một mít thôi. 5. Một mít thôi. 4. 3. 2. Bon. Không, Lan Ngọc nhắc bon. Đâu? Lan Ngọc nhắc. Khoan, từ. Chưa. Nhưng mà là MC người ta có quyền chứ sao chị lại chị đập như vậy. Bây giờ hỏi những anh quay phim nè, có nhắc không? Máy này đang theo dõi cận Ngọc đúng không?
Rồi. Hay quá người anh em. Mời lên. Em nói bình tĩnh. Quá. Mời. Thảo Ly Sen cho mượn ghế cái. Đúng vậy, An Giang làm đội này đương nhiên thắng rồi. Rồi thắng luôn, tới người thứ hai. Ba câu lận mới có câu à. Câu thứ hai, quả tôi xì. Đã gì? Em phải cái màu tiếp. Một, hai, ba. Đâu có ai ngu hoài á. Đâu có ai ngu hoài á. Đâu có ai ngu hoài. Rồi, bớt lại. Mình được quyền kể trước. Kể gì ạ? Kể tên các tỉnh hoặc thành phố có chữ Y ngắn trong tên. Nội Bài. Nội Bài. Nội Bài sao là tỉnh thành? Nội Bài sao là sân bay? Anh ơi, 4 3 2 1 Hải Dương. Hải Dương rồi. Hải Dương rồi. Hải Dương rồi. Thôi lại. Em nói chữ Hải Dương ngay lúc mà số 2. Hết giờ. Sao mà cãi ngồi quá lại, cãi. Ngồi lại. Những thứ vô dụng như thế này tại sao lại để đây nhỉ? Là gì? Em đã kéo. 1, 2, 3. Nói ba thua hoài, mà chị thua hoài vậy chị già? Chị trúng thành cái búa vậy hả? Ồ. Thích. Không phải, tại đây bây giờ bẻ bung ra không được. Kể tên tỉnh thành có chữ Y ngắn. Nội Bài. Nội Bài. Nội Bài. Nội Bài. Kể tên các con vật có chân mà không có lông. Con vật hả anh? Ừ. Có chân mà không có lông. 5 4 Con gà cúng. Không, anh, nếu vậy không, em có thể nói là con heo quay, con vịt quay, con đúng gì rồi. Em nói không được. Đúng rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Khoan. Em phải trả lời được thì em mới thắng được. 5. Con cá sấu anh. Đúng rồi. Khoan. Tôi mới nghe đồng đội nhắc. Con gì ạ? Con rái cá. Chúng ta đã bị thỉnh kinh. Rồi, em ở đây xin nè. Lấy cái dù ra. Con gì? Con chỉ có chân mà không có. Hồi nãy trả lời con gì? Con rái cá. Rái cá. Đã thỉnh được chân kinh. Thắng rồi chứ được đúng không anh? Rồi, đội mình hiện tại thắng một lượt đầu tiên thuộc về Lâm Vy Dạ. Để cặp đôi sóng gió bảo thần gì đó. Để tôi. Thôi để em đinh trước. Em ngồi cho não em tịnh lại đi. Thiết Luật và Hà Thu. Nè, Á Hậu là người ta thông minh lắm á. Thôi anh không. Quả tôi gì? Cần thua, anh là nên trả lời sau là đúng. Okay. Ra gì? Ra cái búa. 1, 2, 3 Giỏi lắm anh Lực. 2, 3 Giỏi lắm anh Lực. Mời nó trước. Có dùng mời nó trước. Kể tên các con vật bắt đầu bằng chữ T. Con thỏ. 5, 4 Chào ơi. 3, 2, 1 Trời ơi, thằng Lăng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, thằng Lăng. Con tê tê. Ủa, đặt bên đây mà. Tại anh Giang dựa vô. Anh Giang, ngồi vô đây. Không có, bạn nghe lộn. Đúng bạn vậy. Bạn nghe lộn. Anh ngồi vô đây. Bạn nghe lộn. Tôi không nghe câu hỏi lo cười không à. Chữ T anh đừng có xào, người ta nói con thỏ rồi. Rồi, lượt đầu tiên, Hà Thu thắng. Có ai
tay thắng mà như em vậy không? Câu tiếp theo. Khoan bạn, để tập trung đi. Mời quán sushi. Thiệt hết, dắt nhỏ rồi đi thỉnh kinh chi mà giờ. 1, 2, 3. Thắng làm gì? Đã không có thông minh rồi mà còn thắng. Hãy kể tên con vật bắt đầu bằng chữ B là chữ bờ đó. Con bò. Bò. Con B. 5, 4, 3, 2. Con báo. Báo. Con 5, 4. Bê. Con Bê. Con bê. Con bé. Bé là gì? Bé là gì? Bé. Bé là gì? Bé nhỏ nhỏ gái anh. Đúng. Loài người cũng là một loài động vật mà anh. Đúng rồi. Động vật. Đúng không anh? Con. Đúng rồi. Con. Không. Không. Nó nhạy quá à. Làm gì có chuyện chạy ở đây hả? Lượt hồi nãy Hà Thu thắng, lượt này Tiến Luật thắng là Huê. Bây giờ câu cuối cùng quán tôi xì. 1, 2, 3. Từ từ. 2, 3. Từ từ, tôi xỉm với bạn hay tôi xỉm với Hà Thu? Bạn đếm mà sao tiền bạn ra cái bao gì để cho tôi lo. Tôi lo xỉm với bạn mà tôi thua bên tôi thắng bên kia đó. Rồi, 1, 2, 3. 2, 3. Hoài. Cái gì? Đã không biết trả lời mà thắng hoài. Kể tên các vật dụng trong nhà bắt đầu bằng chữ M. Mâm. Cái mẹt. 5. Trời ơi. 4. Cái màn. Cái 5. 4. 3. Cái từ từ. Khoan. 2. Cái mẹt. Mẹt. 5. Cái mụn. Đúng rồi. Rồi mà. Chưa màn. Mụn nãy là màn. Nãy là màn chưa mụn. Mền. Mụn màn. Cái mành. Cái mành. 5. Cái máng. Cái máng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Đúng 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 đúng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Đúng rồi chứ không phải cái nhà. Đây. Nhà có máng xối. À đó phải nói rõ là máng xối. Cái 4. 3. Cái mâm. Mâm rồi. Mâm rồi. Khoan. Ba rồi, ba rồi, rồi. Ba. Cái đó cả. Một, cái đó hai, đó. Một. Cái xong. Cái đó là cái này nè. Xong. Vô. Cái mổ. Vô. Vô vô. Cái muỗng. Đó là cái muỗng. Anh phải kể thêm một cái nữa em mới phục. Cái môi, cái muỗng gì nữa? Cái muỗng quần áo, cái múc canh chứ gì. Cái màn hình tivi, cái móc áo. Cái móc quần áo, cái móc gì? Cái móc rồi cái mỏ nữa. Rồi, lượt này Tiến Luật thắng. Thật ra ngồi cho nó căng lắm. Thật sự, khi ngồi ở trên đó thì nói được hay lắm. Vô đây ngồi đi. Đây là lượt cuối cùng để quyết định đội nào thắng ở trò chơi này. Em không chơi mắt kiến nè. Kệ em. Trời ơi, con bé này khờ dễ sợ. Ủa sao vậy? Tự nhiên em qua mắt kiến làm chi? Trong khi người ta chưa chơi người ta sạch mắt. Em chưa chơi nhìn em kìa như con ăn mày thấy không? Đó rồi kia giờ mắt kiến vậy sao thấy đường tù xì. Thôi em không mắt luôn. Thiệt luôn hả? Không. Em không. Anh Vinh bỏ mắt ra đi. Vô mắt. Vô mắt. Thôi bỏ ra đi, bao nhiêu mùa rồi. Rồi. Khùng quá, lấy được nó rồi, đeo đi. Con bé này khờ dễ sợ. Không có thành chánh quả là gì anh không á. Quả tôi xì, 3, 2, 1. Thắng được đi trước. Đó, trời ơi, làm như mình thông minh như đó rồi cũng là xin sầm ăn. Cho tôi góp ý cái. Cái món mà Lan Ngọc sợ nhất là món địa lý, bạn làm ơn bạn né giùm tôi nha. Đáp án không được dùng tiếng nước ngoài. Kể tên những quốc gia. Kể tên những quốc gia. Trời ơi. Trời ơi. Ban tổ chức ép của tôi luôn á. Có hai từ. Hàn Quốc. Thái Lan. Nhật Bản. 5. 4. Na Uy. 3. Mông Cổ. Trung Quốc.
5 4 3 quốc gia hả? 2 Thái Lan. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Là Việt Nam. Miếng điện đâu? Miếng điện đâu? Rồi, lượt đầu tiên Trường Thi Vinh thắng. Hay quá anh Vinh ơi. Lượt thứ hai đã không cần địa lý mà tại sao cứ địa lý hoài? Vô tình thôi. Câu thứ hai vẫn là địa lý. Quá tu chi. Ủa Na Uy là hai từ hả ta? Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy quá tu chi. 3, 2, 1 Thắng. Sao rung tay vậy? Kể tên các con vật có trên 4 chân. 5 Chú nhện. Chó. 5 4 4 chân hả? 3 Con kiến. 5 Con cua. Con còng. Con 5 Con còng là với lại 4, con 3 Con bọ xít. Con gà. Đó, 5 Con rạm. Cái gì con rạm? Con tôm xích. Con 5 Tôm mũ ni. Con 5 Tôm mũ ni. Con tôm sú. Tôm là một tôm thôi. Tôm tích. Rồi, hai tôm. 5 Con tôm tích. À, 4 con sam. Đúng. 5 Con cuốn chiếu. À, 5 con sâu. 5 4 3 2 Con bồ cạp. Con bồ cạp. Bồ cạp rồi, bồ cạp rồi. Chưa? Chưa. 5 4 Con bò cạp. 3 Con sâu đớp. Con sâu đớp. Không con sâu rồi, rồi. Con sâu rồi. Vô. Vô. Thì cái gì nữa? Thì cái gì nữa? Như vậy là Vinh. Ủa anh Vinh chưa trả lời tiếp con nào ấy mà sao thắng được? Không, tại Vinh đi trước mà. Đi đâu trước. Phải Vinh đi sau đâu. Nhưng mà con gì nữa? Cái gì? Anh cũng có biết đâu mà anh nhìn tôi. Con ong. Con ong. Thôi đi nghe chị dạng nhá. Con chuồn chuồn. Bơm bơm. Con ruồi. Con mũi. Như vậy là Vinh thắng hai lượt rồi thì... Không. Tôi chơi cho em vui. Em đang okay. Chơi cho đến khi nào anh Vinh ảnh rớt bột thì thôi. Rồi, quả tôi xì. 3, 2, 1 Thắng. Rồi. Trời ơi, đã khờ rồi. Đã khờ rồi mà còn đi trước. Kể tên tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Lại là địa lý. Nó vô tình nè. Thôi nhiều câu mà. Sao anh cứ chơi em mấy câu địa lý hoài? Cho em câu khác đi, đừng có địa lý. Em biết có mấy này, tỉnh hả? Này cái này, bà tổ chức sắp xếp, anh sắp xếp. Vinh đừng mấy đổi không? Anh tự đổi. Thôi nhường em nói đi. Được. Anh Đợi. Kể tên các bài hát có tên 5 chữ. Đơn em chỉ biết hát thôi, em không biết tên bài hát. Thôi bạn ơi, thương em đó, đổi đi. Thích câu nào đọc luôn. Kể tên các loại áo. Rồi. Quá trời câu ấy, trọng anh cứ kể chọn. Kể tên các loại áo. 5 Áo thun. Thun. Áo mưa. Áo xi lê. Áo dài. Áo khỉ. Áo xi lê với áo khỉ mấy thứ. Bậy hai cái anh. Áo vét. Áo tan. Trời ơi trời. Đó mà. Đúng nhưng mà nó ghê. Áo cưới. Áo bà ba. Áo sườn xám. Áo sườn xám. Áo sơ mi tay ngắn. Áo sơ mi. Áo sơ mi tay ngắn. Áo ba lỗ. Áo áo lót. Đúng rồi. Áo hai dây. Hai dây. Đúng rồi. Áo len. Áo len. Áo ống. Áo cổ lọ. Áo cổ lọ. Khoác. Khoác rồi hả? Chưa. Áo măng tô. Măng tô. Áo áo bơm bơm. Bơ là gì? Có bơ, cái này nè. Mấy cái này nè. Mình không dùng chứ đi ngoài. Bơm bơ với lại lại nhưng mà cái này gọi là bơm bơ chứ gọi là hút đi. Hút đi rồi bơm bơ là khoác. Ừ rồi. Giờ là bơm bơ đúng không? Thôi bạn ơi đổi câu hỏi khác. Bơm bơ là khoác rồi. Thôi đổi câu hỏi đi. Đổi câu hỏi đi. Bé tự chọn mà chọn lại. Kể tên các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trên thế giới. Ê, anh ơi, coi nhiều lắm nha. 5 Chết rồi. 4 Vậy hả? 3 Elsa. Tom. Tom là gì? Tom. Jerry. Jerry. Mickey. Donald. Big Lick. Minnie. Pooh. Khoan xí. Winnie.
cái gì? Doraemon. Con gấu Winnie mà có cái này nè. Doraemon. Doraemon. Salomon. Salomon là ai đọc tên? Thủy thủ mặt trăng. Không có tên, có tên mỗi người đàng hoàng. Tức ghê, tự nhiên nhân vật hoạt hình là thủy thủ mặt trăng. Ví dụ như là Nobita. Ví dụ vậy, người ta là Salomon nè, là nhân vật không. Thủy thủ mặt trăng. Cái đó là cái tên. Thủy thủ sao kim nè, thủy thủ sâu hỏa nè. Nè, đây thủy nè. Thủ sâu hỏa nè. Đỡ cậu khác. Kể tên các loại trái cây có một chữ. Rồi, kể tên các loại trái cây có một chữ. Mít. Mít. Xoài. Ổi. Cốc. Năm. Nhãn. Dừa. Năm. Bốn. Ba. Một. Vô. Cam nè. Cam nè. Quýt nè. Nho. Tự chọn. Áo này màu gì? Áo này màu gì? Đó. Cam là cùng hỏi với ai nè. Rồi gì nữa nè? Bưởi. Như vậy là sau lượt chơi này Chu Thế Vinh chưa bị, vẫn còn trong. Vậy em chơi tiếp. Chơi đến khi anh bị đi thôi. Thôi chơi chậm hỏi. Kể tên các loại động vật ăn thịt sống. Đó, mà lựa mấy câu khó khó không nè. Đã bình thường mình yếu rồi. Cái nào mà nó chuyên môn của mình về thời trang nè, về cuộc sống nè. Hồi nãy chọn mà cũng nói không được. Tôi nói cho em nghe, lúc trước em thắng tụi tôi mấy câu thông minh toàn là nhờ người ta thương, người ta nhắc em không. Em phải công nhận điều đó đi. Không có fan của em không làm gì được hết. Phải mà em thi danh luật là em thắng rồi. Hả? Phải mà em thi danh luật là em thắng rồi. Hả? Thách anh có quyền thách đấu mà. Tự nhiên đội em thách đấu rồi chứ. Chừng nào anh vinh dơ thì thôi. Con này được không? Con này được không? Kể tên nè, cái bộ phận nè. Ủa sao anh thiên người? Rồi ok. Nè nha, nhớ kỹ hai chữ ok nghe chưa. Kể tên các bộ phận trên cơ thể con người mà chỉ có một từ. Chân. Mắt. Tay. Mũi. Tay. Miệng. Ngực. Cái gì? Ngực. Ngực. Tóc. Răng. Lưỡi. Ốc. Nước. Trời ơi. Môi. Môi. Mày. Mày. Nách. Nách. Mông. Chân. Bông. 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 Giò. Giò. Giò với chân khác nhau. Khác tên là được. Khoan từ từ nha. 5 4 3 2. Lưng. Lưng. Cổ. Cổ. Xương. Da. Ruột. Ruột. Rốt. Rốt. Lòng. Lòng. Nhớ tới nội tạng rồi. Ngươi. 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 Phổi. Phổi. Gáy. Gáy. Tim. Tim. Gan. Gan. Vai. Vai. Xô. 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 Xô là gì? Cái đó là dùng để tập tạ thôi ông ơi. Ủa? Đi 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 khám bệnh à, bác sĩ khám thêm cái xô à. Xương. Xương. Năm. Gối. Gối. Máu. Hả? Máu. Máu. Ờ cái gì à? Rồi. Ủa. Rồi. Ủa. Ủa tôi nhắc mà nó quýnh tôi luôn hả trời. Góp. Góp. Mạch. Mạch là cái gì? Mạch. À, mạch. Cũng mạch là chữ M. Cũng là chữ M. Cũng là chữ M. Bỏ chữ A. Ôi em thua đi. Thua. Thua. Tâm phục khẩu phục. Ủa. Không có chua không vậy được. Như vậy là tâm phục khẩu phục. Đợi mình chiến thắng ở trò chơi này. Xin chúc mừng. Anh thua. Ai đặt tên Buồn Buồn? Ai? Anh đó, anh kêu. Ai? Okay. Coi lại từ đầu. Ai là người đặt Buồn Buồn? Coi lại. Em nhỏ nhất. Em đặt tên đi. Anh tin là lần này em muốn xui đâu. Là okay. Có anh mà. Rá Hồng. Thì bên này là Dũng Bông. Dũng Bông. Gì trời. Em đó. Sao mấy anh không cản em? Trời ơi, em mà muốn cản được em hả? Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.